Xin chào các bác quay trở lại kênh Hà Thành Audio. Như vậy là đã sang một cái năm mới, năm 2023. Hà Thành Audio xin kính chúc quý các bác một năm mới hạnh phúc, an khang và thịnh vượng. Hôm nay là cái video đầu tiên mà em làm cũng để là khai xuân. Khai xuân năm 2023, năm dương lịch, và cũng là tiếp tới là sẽ vào Tết Dương âm lịch rồi. Cũng còn đâu khoảng mười mấy hôm nữa thôi. Thì bọn em lại về được những cái mặt hàng rất là đa dạng cũng như là rất là hay, hình thức đẹp để review cũng như là giới thiệu với quý các bác, cũng như là để tri ân khách hàng trong một cái thời gian dài qua đã ủng hộ và quan tâm ủng hộ và mua những cái thiết bị sản phẩm bên shop Hà Thành Audio. Thì hôm nay bọn em có một cái chương trình giảm giá những cái sản phẩm âm thanh rất là hay, với cái mức giảm giá cũng như là tri ân với các bác, những cái sản phẩm thấp nhất là từ 500.000 cho đến hơn 2 triệu trên một sản phẩm. Thì em xin đi luôn vào cái chương trình ngày hôm nay. Đầu tiên là em sẽ review một cái cặp loa bé phía trước này, và tiếp tục là em sẽ đến những cái hàng tiếp theo, những cái dòng loa nghe nhạc cũng rất là hay, hoặc là một số cái dòng loa là các bác có thể là vừa nghe nhạc vừa có thể đấu nối để hát hò văn nghệ vào dịp ngày lễ ngày Tết. Ok các bác, em xin đi vào cái cặp loa đầu tiên. Cặp loa đầu tiên này thì có model là Dayton. Đây, Dayton SS200. Đấy, loa vẫn còn nguyên zin cái chân cao su nhá, cả đôi nhá. Về hình thức thì đang rất là ngay ngắn và sạch đẹp. Vỏ thì được thiết kế cái dạng màu gỗ khảm nhé. Này, gỗ khảm. Thùng loa quy cách cao 67, rộng 33 và sâu 30. Đấy, cặp loa này thì dòng loa cổ của hãng Dayton. Đấy, phù hợp với các bác về nghe những cái dòng nhạc vàng, nhạc nhẹ, hoặc là những cái âm ly nhỏ nhỏ, đánh cái tiếng của nó cũng hơi dạng hơi giống những cái loa toàn dải cổ nhé. Củ loa thì được cấu thành bằng các cái vật liệu là nam châm Andico nhé, từ Andico nhé. Đấy, thiết kế khá đẹp. Với cái chiếc âm ly này thì các bác cũng không cần cầu kỳ những cái âm ly công suất lớn, âm ly để đánh âm ly cổ thôi, 40W, 50W là đánh rồi. Đấy, công suất đầu vào của nó là 30W, trở kháng là 8 ohm, giải tần từ 50Hz đến 20.000Hz. Đấy, model là SS200, Dayton SS200. Đấy, chiếc này một bên là chiếc series là 191, một bên là 192. Đấy, nó cũng gần trùng series nhé, kề series nhé. Với cặp loa cổ có model là SS200 của hãng Dayton. Đấy, SS200 của hãng Dayton. Các bác có thể thấy tuyến loa nó rất là sạch sẽ nhé, đẹp tinh nguyên zin luôn. Đây là cái cặp bí căng em đã dựng bên ngoài, căng này làm khá là cứng cáp chắc chắn. Hai chiếc cái đang ngay ngắn nhé, sạch tinh nhé, có màu hơi tím tím dạng khoai môn. Đây, thương hiệu Dayton thì được một hãng làm in ngay ở trên cái nẹp trên nhé. Ok các bác, với cặp loa Dayton có model là SS200 thì bình thường bên shop em đang bán là 3 triệu 200 nghìn đồng. Hôm nay khai xuân đầu năm thì bọn em có mức giảm giá luôn, để các bác nào vẫn còn hơi lăn tăn về giá thì các bác chơi được cặp loa này nhé. Giá hôm nay bên em bán khai xuân là 2.600.000 đồng nhé, 2.600.000 đồng cho cặp loa BAT20. Đấy, củ Anico rất là hoài cổ và đẹp, cái căng rất là đẹp nhé. Tiếp tới em sẽ đi sang cái hàng tiếp theo. Tiếp theo này, cặp đầu tiên thì muốn giới thiệu với quý các bác là cặp Victor có model là 030FX. Đấy, cặp ở bên nó là cặp đàn anh nhé. Cặp đàn anh này là có model là 050FX. Đấy, về cơ bản cấu hình loa thì về hình thức thì nó khá giống nhau. Những cái chiếc 050 ở bên phía tay phải đây thì nó sử dụng bass là 31cm. Còn chiếc bên tay trái này sử dụng bass 25cm. Em sẽ đi chi tiết luôn. Cặp loa thì sử dụng bass 25cm, màng giấy, nón giấy, dạng lõm đặc trưng của Victor. Gân là gân vải zin. Đấy, gân vải zin các bác thấy này, vẫn đang mềm nhũn nhá, sạch tinh luôn. Tất cả hệ khung gông của loa thì được thiết kế dạng nhôm đúc nhá, củ nhôm đúc luôn. Sở hữu một chiếc chung là 12cm và một chiếc tép đom. Loa phía trước thì được thiết kế với hai vi chỉnh, ở dưới là giải cho giải min,
là giải chung, ở trên là cho giải hin là giải tép. Đó, đang rất chắc chắn. Cái hệ khung gông của dòng này nó làm là rất là chắc chắn nhá. Nó sơn dạng sơn mạ tĩnh điện nhá. Đấy, qua bao nhiêu năm các bác thì thấy nó vẫn còn sạch tinh nhá. Gọi là không hề bị rôm mê sờn chảy gì. Thùng loa được thiết kế với màu dạng vân gỗ xi đen. Đấy, vân gỗ xi đen. Đây là cả cái căng thì bên em cũng đã tháo ra. Cái căng này đang nguyên bản và sạch tinh nhá. Khung chấu thì bằng nhựa, các bác về có thể giặt rũ được. Đấy, hai chiếc thì đang là ngay ngắn như một luôn. Cặp loa này thì công suất max của nó là 240W nhé. Còn công suất đầu vào của nó là 120W, trở kháng là 6 ohm. Đấy, thương hiệu Victor Modern 030FX. Cặp loa này thì có chiều cao là 56, chiều rộng là 31 và chiều sâu của nó là 30cm. Đấy, 30cm, khá là gọn gàng. Các bác nào mà nhà không gian mà không kê bày được những cái cặp bát 30, 31 này thì các bác có thể lưu ý sang cặp bát 25 này nhá. Chất âm của nó cũng hay như thế nhưng mà nó làm nhỏ gọn hơn và tinh tế hơn, nhỏ gọn hơn. Nghe nhạc thì nó cũng có cái độ chi tiết hay của nó nhé. Cặp này thì các bác có thể là ghép với những cái chiếc âm ly san sui mã từ 507 trở lên. Đấy. 507. 507 hoặc 607. Công suất là trên 200W là đánh cặp này rất là tốt rồi nhé. Ok các bác, cái cặp này bình thường bọn em bán giá nó khoảng gần 5 triệu nhé. Hôm nay cũng đầu năm video đầu tiên thì bọn em cũng sale luôn giá 4.500.000 đồng nhé. 4.500.000 đồng cặp Victor Zero 30FX. Tiếp sang là em sẽ đi sang cái cặp cũng là của hãng Victor. Cặp này thì có model là Zero 50FX. Đấy, làm rất gấu luôn, rất chắc chắn, có 3 vi chỉnh nhé. Đấy, vi chỉnh một cái phần giải tần ở dưới và trên là cho giải chỉnh do giải min và trên nữa là cho giải hin là giải tép. Sử hữu bát là 31cm. Màng giấy. Gân là gân vải zin. Đấy, gân vải zin các bác thấy đấy. Mềm nhũn nhá. Nón là nón giấy. Đấy, tất cả hệ khung gông nó là nhôm đúc nhá. Chung 14cm và một chiếc tép đong. Đấy. Tuyến loa thì các bác thể thấy đang còn sạch tinh nhá. Cơ bản những cái hàng này bên em cũng là hàng tuyển chọn nên là về thùng quách cũng như tuyến loa nó đang còn khá là căng. Đấy, bác chơi thì yên tâm luôn về cái độ sạch sẽ của nó. Loa này thì cũng đảm bảo các bác luôn là nó zin toàn tập nhé. Các bác nào về và bảo loa em không zin thì thôi em cũng xin tặng loa cho các bác chơi năm mới luôn. Đây là cặp cái căng thì bên em cũng đã tháo ra. Đây, có cái tem ở dưới là tem Victor. Này, tem Victor. Khung gông bằng nhựa. Đấy. Còn cái tem ngoài thì nó dạng làm dạng nhôm. Victor, đấy đang rất là sạch sẽ. Em xin quay phía sau cho các bác xem. Thùng hậu của cặp này cũng đang còn khá là cứng cáp nhé. Victor Zero 50FX, trở kháng là 6 ohm, made in Japan. Đấy. Tem phụ dưới này ghi là tổng công suất max của nó lên đến 300W nhé. Kỳ gấu luôn. Đây là tem series cũng như là tem ghi made in Japan. Đấy, thùng quách thì bác thấy nó đang còn căng đét nhé. Ok các bác, với cặp Zero 50FX thì mọi khi thì shop em đang bán với giá là 7.700.000 nhé. Hôm nay đầu năm em giảm ngay 500.000 để cho bác còn hơi quan ngại về giá thì các bác có chơi được luôn nhé. Em báo giá luôn là cặp Zero 50FX shop Hà Thành Audio xin báo giá các bác là 7.200.000 đồng nhé. 7.200.000 đồng cho cặp Victor Zero 50FX. Tiếp tục sang lấy cái dòng Dayton. Dòng Dayton thì bên em những cái mã này bên em bán rất nhiều. Hiện tại là hôm nay mới lên được hai cặp, thì một cặp là Dayton DS77 Black và một cặp Dayton là DS77 AX. Đấy, cặp bên là DS77 AX Black. Cặp này, cặp DS77 AX thì nó có cái dạng màu giấy dạng xi nhé, màu nâu nhé, dạng màu nâu cà phê chứ không phải đen xì nhé.
dạng mono cà phê. Cặp loa này thì được ghi rõ luôn quy cách ở phía trước để các bác nắm thông số. Đấy, bát là 32cm, woofer 32cm, màng carbon, đấy, màng carbon super farmer. Đấy, chung của nó là tính là 10cm, tính theo lòng. Đấy, tính theo lòng là 10cm. Và sử dụng một tép là tép titan. Đấy, tép titan 2,5cm, tính theo lòng. Chung của nó là chung carbon nhé. Đấy, cặp này có công suất là 230W một chiếc. Thì bên em cũng đã ghép rất nhiều rồi. Những cặp này thì các bác nếu mà chơi bình dân hoặc vụ thì các bác có thể ghép với âm ly Sansui 607X với giá khoảng 5 triệu, 5 triệu rưỡi. Như thế là các bác có một cái bộ âm thanh chơi vừa nghe nhạc mạnh tốt, vừa nghe nhạc vàng hay. Hát karaoke cũng rất là ấn tượng với giá nó khoảng 12 triệu rưỡi đến 13 triệu. Giá rất hợp lý nếu mà các bác so với những cái cặp loa như là loa Bốt. Loa Bốt để bác 20 thì các bác mới mua được loa thôi. 12, 13 triệu mới mua được loa thôi. Đấy, cặp Dayton DS77X. Dài tần đánh từ 35 hẹt đến 30 nghìn hẹt. Công suất là 230W, trở kháng là 6 ohm. Đấy, phải hụt thùng hậu. Đằng sau nó hơi tối chút các bác thông cảm. Thùng hậu nào khá là căng nhé. Căng đét luôn. Đấy. Cặp này thì hôm nay em không quay để căng vì căng nó bị sờn rách nên bên em đang cho thợ bọc lại. Các bác nào mua thì bên em sẽ chụp ảnh cũng như là gửi cho các bác chi tiết nhé. Ok các bác, với cặp Dayton DS77X thì bình thường bọn em đang bán với giá là 7 triệu rưỡi đến 7 triệu 7 nhé. Hôm nay đầu năm thì bọn em có mức giá là gọi là ưu đãi hết mức cho các bác luôn nhé. Bọn em bán cho các bác với mức giá tròn 7 triệu đồng nhé. 7 triệu đồng cho cặp loa Dayton DS77X. Đấy, cặp này thì có chiều cao là 68, chiều rộng là 38 và chiều sâu là 31cm. Đấy, em báo luôn cái thông số các bác nắm được tinh thần để kê bày nhé. Tiếp sang là cũng là một cặp Dayton, rồi em đã chia sẻ cái mã của nó rồi. Cặp này là Dayton DS77X Black. Đấy, nó là dòng Blood so với con 77 thường nhé. Đấy, con này được thiết kế là Black, chữ Black là chữ vỏ gỗ màu đen đấy nhé, đen bun đấy nhé. Bác nào mà không gian nội thất mà màu trắng màu đen nhiều, phối hợp với cái màu của thùng loa mà màu đen này thì cũng rất là hợp lý nhé. Gọi là nó đen xì luôn, đen mun luôn. Cặp này vì cấu hình thì cũng tương tự cặp DS77X, sử dụng bát là 32cm, màng carbon chung là 10cm tính theo lòng, màng carbon và tép là 2,5cm tính theo mũi tép này nhé, 2,5cm. Về tuyến loa các bác có thể thấy là loa còn sạch tinh nhé. Đấy, sạch tinh, cực kỳ cân tuyến luôn. Gọi là đẹp không tì vết luôn. Đấy, bác thử xem. Đấy, góc cạnh càng đẹp. Đấy, tất nhiên là còn ít những cái băng dính như này. Khi nào bọn em đóng hàng thì bọn em sẽ vệ sinh sạch sẽ cho các bác nhé. Cặp loa này thì cũng có công suất là 230W, trở kháng là 6 ohm. Đấy. Ok các bác, với cặp loa Dayton model là DS77X. Thông thường thì bên em đang bán cái cặp này rơi vào tầm 7 triệu 9 đến 8 triệu nhé. Hôm nay giảm giá luôn với các bác là 500 nghìn đồng nhé. Còn 7 triệu 500 nghìn đồng cho một cái cặp loa gọi là đẹp không tì vết luôn. Các bác thực sự là rất khó để tìm ra được cái lỗi xấu của cặp này nhé. Ok các bác, 7 triệu 500 nghìn đồng cho cặp Dayton DS77X Black. Em xin đi sang cái cặp tiếp theo bên phía tay phải. Cặp này thì bên em cũng bán khá là nhiều rồi. Cặp này là cặp Victor, có model là 055. Đấy, model 055. Vỏ của nó được thiết kế dạng màu đỏ vân sọc này nhé. Hơi đỏ vân sọc, dạng vân gỗ. Cặp này sử dụng bát là 31cm. Tất cả các hệ khung gông của loa thì được làm nhung đúc nhá, rất là dày dặn và chắc chắn luôn. Sử dụng một chiếc chung giấy 14cm và một chiếc tép dạng tép mành, tép điện nhá. Mặt trước của loa thì thiết kế với hai bi chỉnh, ở dưới là cho giải min và trên là cho giải hin. Đấy, sử dụng một cái lỗ thông hơi rất là to. Cặp loa này sử dụng chiều cao là 66, chiều rộng 37 và chiều sâu là 31cm. Đấy, tuyến loa màng các bác có thể thấy nó đang sạch tinh luôn nha.
Tất nhiên qua rất nhiều năm thì cái gông này của nó cũng có bị rôm một ít như này các anh nhé, gọi là oxy hóa đấy. Nhưng bọn em thì vẫn để tôn trọng nguyên thủy. Đấy. Còn bác nào mua mà thích cho nó đẹp tinh thì bọn em có thể là phết phải sơn được. Nhưng mà như thế là nó không nguyên thủy nguyên bản rồi. Đấy. Tất cả hệ khung gông thì nhúm đúc hết nhé. Con này phần tần của nó thì rất là gấu khủng luôn. Cặp Victor thì các bác rất dễ phối ghép nhé. Các bác có thể phối ghép với các cái âm ly công suất bé hơn Sansui, ví dụ như là Pioneer 7600, 7800 nhé. 7800 mắc đôi. Đấy, mặt phay đánh là tiếng rất là tốt rồi. Trầm rất là sâu. Đây là cặp cái căng em đã tháo ra. Căng của nó thì cũng chưa có bị sờn hay rách gì nhé. Đấy, hai chiếc như một nhé. Tem cờ đầy đủ luôn. Khung gông chấu bằng nhựa nhé. Các bác có thể tắm giặt thoải mái. Đây là phía hậu sau của loa. Đấy, nó khá cứng cáp. Chiếc L và chiếc R. Loa Victor Zero 5 Phai. Công suất đầu vào là 120W, trở kháng là 8 ohm. Đấy, made in Ueda. Đấy. Made in Japan. Tokyo, Japan. Đấy, chiếc này là chiếc R, chiếc dưới là chiếc L. Loa thiết kế đuôi xứng. Ok các bác, bình thường cặp này bên em đang bán là 6 triệu rưỡi đến 6 triệu 7 nhé. Hôm nay đầu năm bọn em bán giá gọi là sale hợp luôn cho các bác này. 6 triệu 200 nghìn đồng nhé, cho cặp loa Victor Zero 5 Phai. Đấy, đang còn đẹp và ngay ngắn như này, zin nguyên bản luôn. Đấy, với 6 triệu 2 thì các bác mà mua được cái đôi Victor Zero 5 thường mà đẹp này cũng đang khó nhé. Còn cặp này nó là cặp 5 Phai, có nghĩa là bản chót của đời 5 Phai Zero 5 này nhé. Tiếp sang một cặp loa được thiết kế rất là đẹp. Đấy, các bác nhìn xa có thể trông như JBL luôn nhé. Kiểu cách con này thì phải gọi là thằng Nhật ít thằng nào qua được cái dòng Onkyo MX. Đấy. Dòng MX này nó làm rất là tinh tế nhé, rất là đẹp. Loa này có model là Onkyo. Loa này có thương hiệu là Onkyo, model là MX5. Đấy, MX5. Mặt trước này cũng được làm dạng mặt cây nhé. Mặt cũng là màu gỗ đỏ luôn nhé. Đấy, màu gỗ luôn. Sử bát là 28cm. Dạng màng là màng cát. Đấy, màng giấy cát giống kiểu JBL. Nón giấy. Gân là gân mút zin. Đấy, các bác có thể thấy gân mút zin này. Màng gân mút zin nó sạch tinh này nhé. Các cái hệ khung gông của loa thì được thiết kế là nhôm đúc nhé. Sử dụng một cái chiếc chung dạng trung đom nhưng là mũi nhôm này nhé, mũi nhôm. Đấy, màng giấy tép đom. Loa được thiết kế hai vi chỉnh phía trước và một lỗ thông hơi. Đấy, thiết kế rất là đẹp. Tuyến loa đang căng đét nha các anh. Đấy, tuyến loa căng đét luôn. Thùng hậu góc cạnh chưa có hề bị bể nở gì. Đấy, bác xem màu vân gỗ nhé, rất là đẹp luôn. Tuyến loa thì là quá là đẹp rồi. Cặp này sở hữu chiều cao là 61, chiều rộng 34 và chiều sâu là 30cm. Đây là cái cặp bê căng của đôi loa thì bên em đã tháo ra. Đấy, ghi rõ thương hiệu Onkyo MX5. Đấy, hai chiếc thì chưa có bị hề bị sơn rách này nhá. Sạch tinh nhá. Đây là phía hậu sau của cặp loa, các bác thấy đây, cặp loa trùng series nhá. Đấy, và giấy khai sinh của nó vẫn còn nguyên nhá. Đây em trong này nó ghi rất là nhiều thông số nhưng em quay cái phía bên này. Loa trở kháng là 6 ohm, công suất đầu vào là 80W, độ nhạy là 92 dB. Đấy, giải tần đánh từ 30Hz đến 20.000Hz. Một thùng này là cân nặng là 16,5kg. Đấy, 16,5kg. Ok các bác, với cặp Onkyo mấy năm, nó đang còn đẹp tinh như này. Thông thường thì bên em đang bán với mức giá là khoảng 7 triệu 700 nghìn đồng nhé. Đấy, hôm nay là ngày Tết này, cũng như là cái video đầu tiên này. Thì shop em báo giá lại luôn các bác là 7 triệu 100 nghìn đồng nhé. 7 triệu 100 nghìn đồng cho cặp loa Onkyo MX5. Giá hợp lý nhất thị trường luôn các bác nhé. Bao đẹp bao rẻ cho các bác luôn. Ok các bác, em cũng vừa đi khoảng tầm được 6-7 cặp loa. Thì hiện tại là nó còn khoảng 4 cặp loa nữa. Những cái cặp loa này là toàn những cặp loa nó
có một số cặp loa cổ nhé. Đấy, và những cái cặp loa công suất lớn hơn để các bác có thể là hát hò văn nghệ được. Đầu tiên em sẽ đi đến cái cặp loa cổ. Đấy, cặp loa này thì căng em đã dựng ra đây. Đây, căng vải cổ dạng vải bố các bác nhé. OnQ E63 MK2. Đấy, gọi là bản hết số của E63. E63 MK2. Đấy các bác thấy. Sở hữu bát là 31cm, mang giấy, nón giấy, một lỗ thông hơi. Và gân của nó là gân vải nhé, gân vải zin luôn. Vải zin luôn. Độ đồng rất là cao, loa được thiết kế với thùng gỗ kín. Đấy, dạng cổ nó làm đẹp trong đẹp ngoài quá nhá. Đẹp trong đẹp ngoài này, đấy. Gỗ lạng cả mặt trước mặt sau luôn, cực kỳ gấu luôn. Sở hữu chung chung dom. Đấy, 14cm và tép dom khoảng 12cm. Loa mặt trước là thiết kế với hai vi chỉnh nhá, dưới là cho giải min và trên là cho giải tép, cũng nghĩa là dưới là cho giải chung, trên là giải tép. Đấy, về tuyến loa các bác thì thấy nó đang gọi là sạch tinh nhá. Căng đét một đôi loa cổ 50 năm nhưng mà thực sự là đang căng đét luôn. Loa này được rất là phù hợp các bác nghe nhạc vàng nhá. Nó là nhạc trước 75. Các bác chơi băng cối đĩa than chơi con này là quá phê rồi. Em cũng đã thẩm âm đôi này với một số những cái đôi khác. Cũng là loa cổ như là Pioneer hoặc là các cái dòng loa cổ của Mỹ. Nhưng cặp này nó có rất tiếng nó rất là hay. Tiếng mộc. Đấy, sáng nhưng mà nó lại không bị chói. Đặc thù của nó những cái tiếng lóc cóc của cái giải chung giải tép của nó đánh rất là căng nhá, rất là mạnh luôn, các bác nghe rõ ràng luôn. Có nghĩa là loa cổ thì những cái dòng loa như này cùng phân cấp của nó thì em chưa thấy cái đôi nào mà nó nghe ra là nhiều tiếng lóc cóc leng keng như đôi này. Thùng quách là vỗ lạng hết nhá, dạng màu vàng nhạt. Dòng này người ta cũng đánh dạng đánh vernis thôi, cũng không phải là sơn si được các anh. Quay cái phía hậu sau. Loa OnQ có model là E63 MK2, công suất đầu vào là 60W, sở kháng là 8 ohm. Sản xuất tại công ty OnQ Japan. Đấy, đằng sau nó có thêm một cái chỉnh full này, 2-way, 3-way, nghĩa là các bác có thể là chơi một âm ly thì các bác đấu ở đây, đấu vào cái đường input này. Còn khi các bác mà đấu dạng B-Ride này, nghĩa là đánh âm ly hai cầu, các bác có thể chỉnh riêng bát nhiều, bát ít nhé, hay chung nhiều, chung ít, hay tép nhiều, tép ít nhé. Đấu này thì cần kỹ thuật hơn một chút. Cơ bản các bác mà không có âm ly như thế thì các bác có thể đấu trực tiếp vào một cái cầu full ganzer nhé. Đấy, hậu sau này nó cũng là mà gỗ lạng luôn nhé. Mặt cây đi cây luôn. Ok các bác, với cặp loa E63 MK2 thì mà khi là cái những cái cặp loa đẹp như này thì bên em bán nó khoảng rơi vào tầm 7 triệu 8 đến 8 triệu nhé. Hôm nay là giá khai xuân, bọn em bán luôn cho các bác mức giá này rất hợp lý này, bát 30 nhé. Bên shop em đang bán với giá là 7.200.000 đồng nhé. 7.200.000 đồng cho cặp loa OnQ có mã là E63A MK2. Đây, MK2. Tiếp sang là em sẽ sang một cái cặp loa đến từ hãng Dayton. Cặp này có model là Dayton DS38B. Dayton DS38B. Sở hữu bát là 32cm, tất cả hệ khung gông của nó là nhung đúc nhé, củ này là củ Anico, đấy, nón từ rất lớn. Mang giấy, nón giấy, gân là gân mút, đấy. Chung 14cm, 15cm và một chiếc tép đom. Các cái nhôm này của nó lâu năm nó cũng có sự oxy hóa các bác nhé, nhưng cái này nó là mộc tinh luôn, nguyên thủy luôn. Dòng các cái dòng 35B, 36B, 37B, 38B này, đấy, hoặc là 32B. Thì chất âm cũng rất là hay rồi. Nhưng mà trong tất cả các mã này thì với quan điểm em thì cặp này là cặp nghe tiếng tốt nhất nhé. Trầm nó xuống rất là sâu và các giải trên đánh rất là hay, rất là sáng tiếng. Cặp này công suất của nó khá tốt nên các bác có thể về phối ghép với cái bộ âm thanh nhà mình thì các bác có thể là hát hò văn nghệ được nhé. Hậu sau nó đang rất là căng. Loa Dayton DS38B giải tần đánh từ 30Hz đến 20.000Hz. Trở kháng là 6 ohm, công suất là 80W. Đấy, sản xuất tại công ty Mitsubishi. Đấy, đây là ghi made in Japan, nó ghi dập luôn vào cái khung này nhá. Thùng quách đang còn cứng cáp nhá. Ê căng của nó đang sạch sẽ này, bên em tháo ra chưa có bị chảy sờn gì. Đây là phía tem nhôm dưới, đặt phía dưới nữa. Đấy, rất là đẹp. Hai chiếc đang cứng cáp ngay ngắn nhé.
Ok các bác, với cặp loa Dayton của model là DS38B. Đấy, bát là 32cm. Bình thường bên shop em đang bán với giá là 6.500.000 đồng. Đấy, hôm nay được khai xuân đầu năm này, bọn em bán cho các bác với giá đẹp luôn, 6 triệu đồng nhé. 6 triệu đồng cho cặp loa Dayton của model là DS38B. Ok các bác, em xin đi sang cái cặp loa tiếp theo của cái hàng tiếp theo này. Cặp này là của hãng OnQ, có cái model là D77. Đấy, OnQ D77 3-way, bass reflex, nghĩa là bass của nó là có lỗ thông hơi nhé. Con này là lỗ thông hơi phía sau. Sở hữu bass ghi rõ ràng luôn là 31cm, chung là 12cm và tép là tính theo lòng là 2,5cm. Đấy, màng này là màng dạng màng carbon da rắn nhé. Đấy, nón carbon, gân là gân mút, tất cả khung gông của nó là nhôm đúc. Đây các bác thấy độ động rất cao, này em thì gõ đã ra tiếng. Loa thiết kế mặt trước giảm bam bo này nhé, giảm bam bo này. Cặp này thì có khẩu độ thùng cao là 68, chiều rộng 38 và chiều sâu là 34 cm. Đấy, có chiếc R và chiếc L nhé. Đây lỗ thông hơi phía sau này. Loa kêu có model là D77, công suất của nó là 200W, trở kháng là 6 ohm. Đấy, độ nhạy là 91 decibel, giải tần đánh từ 28 Hz đến 45.000 Hz. Đấy, một chiếc là 26,5 kg, ghi rất rõ ràng luôn, made in Japan. Đây là cặp cái căng bên em nó dựng ra này. Tem của nó tem nhôm có dạng màu gold nhé, hai chiếc đang còn sạch sẽ ngay ngắn. Ok các bác, với cặp loa OnQ D77 mà khi bên shop Hà Thành Audio đang bán với mức giá là 10.500.000 đồng nhé. 10.500.000 đồng những cặp loa đẹp này. Hôm nay shop em có cái mức giá ưu đãi luôn nhá. Đầu năm khai xuân bán luôn với các bác là 9.800.000 đồng nhé. 9.800.000 đồng cho cặp loa OnQ D77. Rất là cái ngắn và sạch sẽ. Đấy, càng đẹp luôn. Ok các bác, em đi sang cái cặp loa cuối cùng để review cho các bác trong ngày hôm nay. Một cặp loa cổ đến từ hãng Dayton. Cặp này thì có model là 31C nhé. Dayton 31C. Sở hữu chiếc bát là 31cm, màng giấy, nón giấy. Gân của nó là gân vải nhé, gân vải zin luôn. Sở hữu một chiếc chung là 20cm, chung giấy 20cm và hai chiếc tép giấy. Đấy, hai chiếc tép giấy và một chiếc tép dưới cùng là chiếc tép này là tép cao nhá. Tép này là tép dạng mặt nhôm, đúng dạng bo rắc của Mỹ. Đây, loa DS31C MK2, loa Dayton DS31C MK2. Đấy, đây là cái vi chỉnh phía trước nhé, các bác có thể chỉnh được cái tần số nó nhé. Cặp loa cổ được thiết kế là mặt cây đi cây nhé, tất cả khung gỗ nó là gỗ lạng hết. Đây là cái cặp căng mà em đã xếp ra này. Thì căng là khung gỗ này, lưới của nó hai lớp, lưới vải bố hai lớp. Đây tem này chưa hề bị sơn rách thì các bác, đang còn gọi là sạch tinh luôn, sạch cáu cạnh luôn. Cặp loa này thì sở hữu chiều cao là 81, chiều rộng là 50 và chiều sâu là 35cm. Đấy, rất là cao to, mỗi chiếc này to như cái tủ lạnh các bác nhé. Các bác về kê bày cái dòng này mà nghe nhạc vang nhạc cổ thì chấm hết luôn nhá. Quánh cực kỳ tí tách mà hay luôn, trầm rất sâu. Em sẽ quay phía hậu sau cặp loa. Thùng hậu nó chưa hề bị bể nở nhé, đang cứng đét nhé. Loa Dayton có model là DS31C MK2. Đấy. Giải tần của nó là 30Hz đến 25.000 Hz. Trở kháng là 4 ohm. Công suất là 40W. Đấy, sản xuất tại công ty Mitsubishi. Đấy, cặp loa cổ này có trở kháng lại 4 ohm, mang làm có những cái âm ly dòng như là của châu Âu, Philips, VRFT hay là Telefunken hay là những cái dòng của Anh, Sigurd chẳng hạn. Các bác chơi cặp này rất là hay. Đấy, kê bày rất là hoành tráng và đẹp. Ok các bác, với cặp Dayton có model là DS31C MK2 thì bình thường shop em đang bán những cặp này, mà những cái shop lớn người ta bán 14-15 triệu nhé.
14 15 triệu thì hôm nay bọn em có cái mức giá tốt nhất cho các bác luôn nhé. Gọi là không thể tốt hơn nhé. 10 triệu 800 nghìn đồng nhé. 10 triệu 800 nghìn đồng cho cặp loa Dayton của model là DS31C MK2. Ok các bác, như vậy là em cũng vừa review 11 12 cặp loa đến từ các cái thương hiệu khác nhau. Thì các bác nào mà quan tâm tới những cái sản phẩm Hà Thành Audio vừa review và giới thiệu thì xin các bác liên hệ cho Hà Thành Audio theo số điện thoại 0388596666, địa chỉ cửa hàng số 3 Trung Yên 3, Cầu Giấy, Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại quý các bác vào video tới.